Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 104, ôn tập về phép cộng, phép trừ. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5, thầy đã làm ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán, tất cả rất là chi tiết, rất là đầy đủ cho các em từng tuần ở trên kênh rồi. Nhiều em cũng hỏi về những đề kiểm tra, thì những đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 và các cái đề thi vào trường chuyên lớp chọn môn toán thầy cũng đã làm cho các em rồi. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang 111 nè. Chúng ta sẽ đến với cái mục tiêu nè. Như vậy thì sau khi học xong cái bài này, chúng ta sẽ cùng ôn tập về phép cộng, phép trừ các cái số tự nhiên, về phân số và về số thập phân. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với nội dung thứ nhất trong hoạt động thực hành. Đó là chơi cái trò chơi hái hoa toán học. Như vậy thì mỗi một nhóm nè, chúng ta sẽ cử đại diện hái một cái bông hoa. Và trên cái bông hoa này thì sẽ có ghi những cái phép tính là cộng, trừ với các số tự nhiên hoặc là phân số hoặc là số thập phân. Và chúng ta sẽ cùng nhau tính và giải thích. Vậy thì đây là những cái mà chỉ là mang tính chất là gì? Minh họa và ví dụ thôi. Còn giáo viên và cái người quản trò trong lớp có thể sẽ có những cái phép tính khác so với cái phép tính mà ở trong gì? Trong cái hoa này các em nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số những cái ví dụ ở đây. Chẳng hạn đây là cộng phép tính nè, 9972 nè, 9972 nè, cộng với nè 6398, 6398 nè. Đó, chúng ta tiến hành cộng cái này xem nó bằng bao nhiêu nè. 2 cộng với 8 thì bằng 10, viết không nhớ, nhớ 1 mà. 9 thì nhớ 1 là 10, vậy thì 7 cộng với 10 là 17, viết 7 nhớ, nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4, vậy thì 9 cộng với 4 là 10, 13, viết 3 nhớ, nhớ 1. 6 nè, nhớ 1 là 7, vậy thì 9 cộng với 7 thì sẽ là 10, 16, được chưa? Đó, xong nhá. Rồi chúng ta sẽ đến với cái bông hoa thứ hai. Đó là một phép tính gì? Tính trừ nè. 6 phẩy nè, 3 7 6 nè. Các em trừ cho 3 phẩy bao nhiêu? 4 5 9. 4 5 9 nè. Đó thì thầy dùng tay thì kẻ các em nhớ, nếu mà các em làm thì các em dùng thước nha. 6 không trừ cho 9, 16 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 7 nè, viết 7 nhớ 1, 5 này nhớ 1 là 6, vậy thì 7 trừ 6 còn 1. 13 trừ đi 4 thì bằng mấy? Bằng 9 đúng không nào? Viết 9 nhớ 1, 3 nhớ 1 là 4, vậy thì 6 trừ 4 là 2. Các em đếm nè. Số bị trừ nè, số trừ nè, hiệu nè. Số bị trừ 3, số trừ 3, vậy thì hiệu sẽ là 3, được chưa? Đấy, dấu phẩy nhá. Rồi phép tính tiếp theo là phép tính cộng nè. 12,8 nè, cộng với nè 9 nè, chúng ta thấy nè, phần nguyên đây chỉ có một chữ số thôi, 9,2,3,4 nè. Đó, chúng ta cộng vào. Như vậy thì đây sẽ là 0 cộng 4 thì bằng 4 nè, được chưa? 0 cộng 3 thì bằng 3 nè, được chưa nào? Đấy, 8 cộng với 2 thì bằng mấy? Bằng 10 đúng không nào? Viết 0 nhớ, nhớ 1. 9 này nhớ 1 là 10, vậy thì 2 cộng 10 là 12, viết 2 nhớ, nhớ 1. 1 này nhớ 1 là 2. Vậy chúng ta sẽ có dấu phẩy. Số bị số gì? Số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai, 3. Vậy chúng ta sẽ đếm 1 2 3, được chưa? Rồi, xem còn phép tính nào nữa không? Chúng ta còn phép tính cộng phân số nè. 3/8. 3/8 nè. Các em cộng cho 9/5. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đây, đây là hai phân số khác gì? Khác mẫu. Và chúng ta phải tiến hành gì? Quy đồng nó lên, đúng không? Đó, vậy thì thầy sẽ làm tuần tự nhá. Chúng ta sẽ quy đồng phân số thứ nhất là 3 nhân với 5, cả tử và mẫu sẽ nhân với mẫu của phân số thứ hai.
Được chưa? Cộng 9 nhân với mấy? Nhân với 8 nè. Trên 5 nhân 8. Được chưa? Rồi, ta nhân lên nào, sẽ bằng bao nhiêu? 3 nhân với 5 là 10, 15. Trên 8 nhân 5 là 4, 40. Cộng với 9 nhân 8 là 7, 72. 5 nhân 8 là 4 gì? 40. Đến đây là hai phân số cùng gì đây? Cùng mẫu rồi. Thì sẽ bằng tử phân số thứ nhất cộng tử của phân số thứ hai trên mẫu trùng nào. Được chưa? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 15 kem cộng với 72 thì 5 cộng 2 là 7 nè. 1 cộng 7 là 8, vậy sẽ là 87 trên 4, 40. Như vậy 87 trên 40 là phân số đã tối giản rồi đúng không? Không rút gọn được. Rồi chúng ta còn phép tính nữa, 5 trên 7 trừ 4 trên 9. Phép trừ đúng không? 5 trên 7 nè, trừ 4 trên 9 nè. Đó, vậy thì đây cũng lại là mày hai cái phân số sao kém, khác mẫu đúng không? Thì chúng ta lại phải tiến hành gì? Quy đồng. Đúng ra bước này chúng ta không cần làm, nhưng mà thầy sẽ làm cho một số bạn để ôn lại nhá. 5 nhân 9 trên 7 nhân 9 nè, trừ nè, 4 nhân 7 nè, trên mấy? 9 nhân cho 7 đúng không? Rồi 5 nhân 9 là 4, 45. 7 nhân 9 là 6, 63. 4 nhân 7 là 2, 28. Được chưa? Và 9 nhân 7 là 6, 63. Như vậy thì đây là hai phân số cùng mẫu rồi, mình chỉ lấy mẫu tử phân số thứ nhất trừ tử phân số thứ hai và giữ nguyên gì? Nguyên mẫu. Được chưa? Bằng bao nhiêu? 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 4 trừ đi 3 thì còn mấy? Còn 1. Đúng là sẽ là 17 trên 63. Như vậy thì đây cũng là phân số gì? Tối giản rồi. Rồi. Đấy, vậy thì đây là những cái ví dụ ở trong cái bông hoa như thế này thôi. Và có thể giáo viên sẽ cho chúng ta những cái phép tính cộng trừ khác, không phải giống cái phép tính mà những cái bông hoa ở trong sách này các em nhé. Rồi, ta sẽ sang phần 2. Đọc nội dung sau. Phép cộng A cộng B bằng C này. Như vậy thì A cộng B này này được gọi là một gì? Một tổng. A là số hạng, B cũng là số gì? Số hạng. Và bằng C này, C này thì được gọi là gì? Là tổng này. Vậy thì người ta có này, khái quát lên này. Phép cộng các số tự nhiên hoặc là cộng phân số hoặc là số thập phân thì đều có các tính chất sau. Tính chất giao hoán. A cộng B thì sẽ bằng B cộng A, tức là đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì cái tổng này sẽ không đổi. Tính chất kết hợp. Một tổng cộng với một số thì cũng sẽ bằng một số cộng với một tổng. Được chưa? Rồi, cộng với số 0 thì A cộng 0 thì sẽ bằng 0 cộng A và bằng gì? Bằng A. Tức là số nào cộng với 0 thì cũng đều bằng gì? Bằng chính nó. Được chưa? Thì đấy là phép cộng nhá. Về phép trừ thì cũng giống như phép cộng, thì người ta sẽ có này, A trừ B thì sẽ bằng C này. Vậy thì A ở đây nè đóng vai trò là số bị trừ, B đây đóng vai trò là số trừ, và hiệu chính là gì? Là C. Được chưa? Rồi, và chú ý ở đây, nếu A trừ đi A thì sẽ bằng 0, tức là số trừ bằng với số bị trừ thì hiệu sẽ bằng gì? Bằng 0. Và số trừ mà trừ đi 0 thì vẫn bằng gì? Bằng chính nó. Đấy, vậy thì đây là cái mà các em cần phải ghi nhớ vào trong tập hay vở của mình nhá. Câu B người ta yêu cầu gì? Lấy một cái ví dụ minh họa rồi giải thích cho bạn nghe. À, như vậy thì mình sẽ lấy một số những cái ví dụ để minh họa ở đây. Đúng không? Vậy thì mình sẽ lấy ví dụ minh họa là tính chất giao hoán nè. Thầy chỉ viết tên tính chất thôi nhá. Tính chất giao hoán nè. Ví dụ chúng ta sẽ có một phép tính nè. 30 cộng 40. Đúng không? Thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng cái gì đây? À, nó sẽ bằng 40 cộng 30. Đúng không?
Tức là A cộng B thì bằng B cộng cộng A. Vậy thì đây đều có kết quả chung là bao nhiêu? 7 gì? 70. Đó, các em hiểu chỗ này chưa? Đấy, vậy thì đây là tính chất giao hoán nha. Ví dụ tiếp theo mình sẽ là tính chất kết hợp nè. Thầy chỉ ghi tên tính chất nhé. Tính chất kết hợp. Đó, mình sẽ có nè 20. Một tổng cộng với gì? Một số đúng không? 20 cộng 10 cộng với 20 thì cũng sẽ bằng cái gì các em? À thì nó cũng sẽ bằng bao nhiêu? 20 nè cộng, tức là A cộng với B cộng với C thì sẽ bằng A cộng B nè là 10 nè cộng với C nè là 2 gì? 20. Và khi chúng ta cộng cái này vào thì bằng bao nhiêu đây? 20 cộng với đây là 3, 30 thì sẽ là 5 gì? 50. Đấy, ví dụ như vậy thôi để các em hiểu nhé. Rồi, tính chất tiếp theo là chúng ta cộng với gì? Cộng với 0. Đấy, vậy thì bất kỳ số nào chúng ta cộng với 0 thì đều bằng chính nó. Ví dụ nè, 10 cộng 0 thì cũng bằng gì? Bằng gì? Bằng 0 cộng cộng 10. Và nó chính bằng gì? Bằng 10, đúng không? Đấy, được chưa nào? Hoặc là gì, kem 5 cộng với 0 nè thì cũng bằng gì? 0 cộng cộng 5. Và đây chính bằng gì? Bằng 5 nhá. Được chưa? Đấy, tương tự như vậy thì đối với phép trừ nè thì chúng ta cũng sẽ lấy ví dụ. Ví dụ cho thầy nè, A trừ A bằng 0 đúng không? Tức là gì đối với phép trừ nhá? A trừ A bằng 0 tức là gì? 5 trừ đi 5 thì bằng gì? Bằng 0. 100 trừ 100 bằng 0, đúng không? Đấy, rồi. Và nếu mà 5 này, mà trừ đi 0 này, thì lại bằng gì? Bằng 5 này. Đấy, vậy thì đây là một số ví dụ thôi để các em gì hiểu hơn về cái lý thuyết này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cái bài tập số 3. Vậy thì yêu cầu mình là tính nè. Vậy thì đây là những phép mà chúng ta phải gì? Phải thực hiện phép tính. Bài số 3 này, câu A này, ta có này 8. Mấy mấy chữ số? 1, 2, 3, 4, 5, 6 chữ số. Vậy thì sẽ là 8 triệu nè. Đúng không nào? 8 triệu 899 nè. 899 nghìn. Đâu? Có phải đâu 8 triệu đâu. 889 nghìn 970 72. Đó. Cộng với nè. Chú ý về chữ số nha. Đây có mấy? 5 chữ số thôi. Chúng ta sẽ viết 96.308 nè. Đây, cộng với 96.308. Đấy, chúng ta chú ý. Chúng ta mà đặt sai hàng một cái là gì? Kết quả nó sẽ sai. Thầy lấy cái thước. Ai cái thước của thầy. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cộng phép tính thứ nhất. Cộng thì chúng ta cứ thực hiện từ bên tay gì? Tay phải sang thôi. Đúng không nào? Rồi, 2 cộng với 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 0 thì nhớ 1 là 1, vậy thì 7 cộng 1 là 8. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7. 9 cộng 7 là 16, viết 6 nhớ 1. 9 nhớ 1 là 10. 8 cộng 10 là 18, viết 8 nhớ 1. Được chưa? 8 này nhớ 1 là 9. Như vậy sẽ là 986.280. Dễ đúng không? Rồi đến câu B nhé. 7 phần 8 cộng 3 phần 4. Đây là cộng 2 phân số nè. 7 phần 8 nè. Cộng nè. 3 phần 4 nè. Vậy thì các em nhìn vào đây nè. Chúng ta thấy nè. Mẫu của phân số thứ nhất chia được cho mẫu của phân số thứ hai. Nên mẫu số chung ở đây mình sẽ lấy là mấy? Mấy đây? À, mẫu số chung đây sẽ là 8. Vậy thì anh này sẽ giữ nguyên và anh này sẽ nhân cả tử và mẫu cho gì? Cho 2. Được chưa? Rồi các em nhân lên. 7 phần 8 là chúng ta giữ nguyên nè. Cộng nè. 2 x 3 là 6. 2 x 4 là 8. Được chưa? Vậy thì đến đây thì bạn nào cũng sẽ có kết quả ngay đúng không? 7 cộng 6 là bao nhiêu? 13 phần 8. Xong. Câu C nè. 2. Câu C nhé. 2 nè, trừ đi 5 phần 6.
Vậy thì đây là một số tự nhiên mà trừ cho một phân gì? Phân số. Vậy thì một số tự nhiên mà trừ cho một phân số thì đây là giống như là 2 trên gì? 2 trên 1 thôi. Đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ quy đồng. Mẫu số trùng đây cũng bằng gì? Bằng 6 nè. 6 x 2 là 10. 12 phần gì? Phần 6 nè. Trừ bao nhiêu? 5 phần 6. Đấy. Vậy thì 12 mà trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng gì? Bằng 7 phần 6. Được chưa? Dễ như ăn kẹo đúng không? Rồi câu tiếp theo. Câu D nè. Câu D nhá. 726,83. Này các em phải đặt phép tính ra. 726 nè. Phải bao nhiêu? 83. Các em trừ cho 349. À như vậy phần nguyên là bằng nhau nè. 349 phải bao nhiêu? 60. 67. Rồi chúng ta tiến hành thực hiện phép tính gì? Tính trừ này. 3 không trừ cho 7 phải lấy bao nhiêu? 13. Vậy thì 13 trừ đi 7 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 6 này nhớ 1 là 7, vậy thì 8 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 1. 6 không trừ 9, 16 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 7, viết 7 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5, 2 không trừ 5, 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7 nhớ 1. 3 này nhớ 1 là 4, vậy thì 7 trừ 4 sẽ là bằng mấy? Bằng 3. Vậy thì chúng ta thấy số bị trừ, hai chữ số tập phân, số trừ 2, vậy thì hiệu sẽ là 2. Được chưa? Rồi, sang bài số 4. Tính rồi thử lại theo cái mẫu. Và chúng ta cùng quan sát cách người ta làm nè. Phép tính trừ nè, số trừ nè, số bị trừ, số trừ, hiệu nè. Vậy thì ta thử lại thì ta sẽ lấy cái gì? Lấy hiệu của nó cộng với số trừ. Được chưa? Đấy. Các em hiểu chưa nào? Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái phần B này. Cũng giống như ở trên phần A đúng không? Họ cũng cho mình cái mẫu này. Vậy thì đây là trừ 2 phân số này. Sau khi mà thực hiện này, 5 phần 7 trừ đi 3 phần 7. Vậy thì đây là 2 phân số gì em? Cùng mẫu, chúng ta chỉ cần lấy tử phân số thứ nhất trừ tử phân số thứ hai thì bằng 2 phần 7. Vậy thì thử lại thì chúng ta sẽ lấy cái gì? Lấy cái gì? Hiệu cộng với số trừ, tức là 2 phần 7 lại cộng với 3 phần 7 bằng gì đây? Bằng 5 phần 7, tức là số bị trừ. Đấy, vậy thì đó là một phép tính đúng nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nó thực hiện với phân số 7 phần 18 nè. Câu B này nhá. 7 phần 18 nè. Các em trừ cho 4 phần 18. Được chưa? Đó, vậy thì bây giờ sẽ bằng bao nhiêu các em? Đây là hai phân số cùng mẫu này. Vậy thì 7 trừ đi 4 thì sẽ bằng 3 phần 18 nè. Vậy bây giờ mình sẽ gì? Thử lại. Vậy thì thử lại á thì mình sẽ lấy cái gì? Lấy hiệu nè là 3 phần 18 nè cộng với cái gì? Cộng với số trừ. Đúng không? Là 4 phần 18. Vậy thì đây là 3 cộng với 4 sẽ bằng 7 phần 18. Được chưa? Đó, vậy thì đây là ta thực hiện xong nhá. Tương tự như vậy thì đối với phân số tiếp theo, ta sẽ có là 8 phần bao nhiêu? 10, 15 nè. Các em trừ cho 2 phần 5. Đấy, vậy thì muốn làm được cái này thì mình phải làm sao? Phải quy đồng. Đúng không? Mẫu chung đây bao nhiêu? 10, 15 nhá. Vậy thì đây sẽ là 8 trên 10, 15 trừ đi. Vậy thì ở đây sẽ là nhân với mấy? Nhân với 3 đúng không nào? 2 nhân với 3 là 6, 5 nhân 3 là 10, 15. Đó, vậy thì bây giờ mới chung được gì? Chung được mẫu này. Sẽ bằng 8 phần 10, 15 này. Các em trừ đi 6 phần 10, 15. Sẽ bằng bao nhiêu các em? 8 trừ 6 thì bằng 2 phần 10, 15. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử gì? Thử lại nè.
thử lại nha. Đó, vậy thì thử lại thì kem lại lấy cái gì? Lấy gì đây? Lấy hiệu của nó 2 phần 10, 15 cộng với số gì? Số trừ là cộng cho 2 phần 5. Được chưa? Rồi, vậy thì giờ muốn làm được cái phép tính này thì mình lại phải quy đồng lên. Đúng không nào? Mẫu chung cũng là 10, 15. Vậy thì đây sẽ là 2 phần 10, 15 này cộng với này. Đây là sẽ là mẫu là mấy đây? 5 thì sẽ nhân với 3 đúng không? 3 x 2 là 6 trên 10, 15. Như vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 8 phần 10, 15. Đúng chưa? Đó. Rồi, tương tự như vậy thì đối với phép trừ 1 trừ cho 5 phần gì? 5 phần 9. Vậy thì đây sẽ bằng cái gì các em? 1 tức là 1 trên 1 đúng không nào? Vậy thì sẽ là 9 trên 9 trừ 5 trên gì? 5 trên 9. 9 trên 9 trừ 5 trên 9 thì sẽ bằng mấy? 4 trên 9. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại nè. Được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ thử lại nha. Thử lại thì mình sẽ lấy cái gì? Lấy hiệu là 4 trên 9 nè, cộng với số gì? Số trừ là 5 trên 9. Vậy thì bằng bao nhiêu các em? 4 cộng 5 là 9. 9 trên 9 thì bằng 1. Đúng chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không nào? Xong. Sang câu C. Họ cũng yêu cầu mình thực hiện phép tính theo cái gì? Theo cái mẫu. Vậy ở đây người ta cho mình cái mẫu này. 5,648 trừ 2,963. Đó, vậy thì người ta thực hiện phép tính trừ thì sẽ được hiệu là 2,685. Và thử lại cũng sẽ lấy hiệu cộng với số gì? Số trừ thì sẽ ra gì? Ra số bị trừ chính là tổng. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện phép tính thứ nhất này. 8,168 nè. Các em trừ cho mấy? 5,485. Dùng thước ta kẻ nha. Rồi, 8 trừ đi 5 thì bằng 3. 6 không trừ cho 8, 16 trừ đi 8 thì bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì 1 không trừ cho 5, 11 trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 6. Viết 6 nhớ 1, 5 này nhớ 1 là 6. Vậy thì 8 trừ 6 sẽ bằng 2. Vậy thì dấu phẩy nè, bao nhiêu? 2,6883. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại nha. Vậy thì thử lại bằng cách là gì? Mình sẽ lấy gì? Lấy hiệu của nó 2,683 cộng với số gì? Số trừ 5,485. Rồi, bây giờ mình cộng lại. 3 với 5 là 8 này. 8 với 8 16, viết 6 nhớ 1. 4 này nhớ 1 là 5, 6, 5, 11, viết 1 nhớ 1, 5 này nhớ 1 là 6, vậy thì 2 cộng 6 là 8, được chưa? Chính xác đúng không nào? Rồi, phép tính thứ 2, 0,954 nè, các em trừ cho 0, bao nhiêu? 389 nè. Rồi, chúng ta thực hiện phép tính trừ. 4 không trừ cho 9, 14 trừ 9 thì bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 8 này nhớ 1 là 9. Vậy thì 15 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 6 đúng không nào? Viết 6 nhớ 1. 3 này nhớ 1 là 4. 9 trừ 4 sẽ bằng 5. Đúng không? Được chưa? 0 trừ đi 0 thì bằng 0. Như vậy dấu phẩy nè. Được chưa nào? Vậy thì đến đây mình sẽ làm sao? Thử lại nè. Mình cũng lấy hiệu nè. 0,565 cộng với số trừ 0,389. 5 với 9 14, viết 4 nhớ 1. 8 nhớ 1 là 9, 6 9 15, viết 5 nhớ 1. 3 này nhớ 1 là 4, vậy thì 5 với 4 là 9, 0 cộng 0 bằng 0. Chính xác nhá. Rồi, mình sang bài tiếp theo, bài số 5. Bài số 5 là một cái bài toán
Này thì yêu cầu như sau. Mình phải lấy giấy khác cho mình. Giải cái bài toán này. Vòi nước thứ nhất mỗi giờ thì chảy được 1/5 thể tích của bể. Đó. Vòi nước thứ hai mỗi giờ thì lại chảy được bao nhiêu? 3/10 thể tích của bể. Đó. Chúng ta đọc và chúng ta chú ý nhé. Hỏi khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của gì? Của bể. Đó. Vậy thì bây giờ mình phải chú ý nè. Cái lời người ta cho trong một giờ này thì vòi nước thứ nhất là mấy? Thầy sẽ lấy tờ giấy nháp đi. Không, cái này là chúng ta sẽ không. Trong một giờ này chúng ta gọi đây là vòi 1, đúng không? 1,5. Vòi thứ gì? Vòi thứ hai là mấy? 3/10. Vậy thì bây giờ ta hỏi cả hai cái vòi đây này, trong một giờ thì được bao nhiêu, đúng không? Và ở đây người ta hỏi thì bao nhiêu phần trăm thể tích gì? Thể tích của bể. Tức là ta hỏi ở đây là hỏi gì? Hỏi phần trăm nha. Đó. Vậy thì để làm được cái bài này chúng ta chỉ việc cộng gì? Cộng hai cái phân số này lại thôi, đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiến hành câu A. Ta sẽ trả lời là gì? Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong một giờ. Vậy mình sẽ trả lời này. Trong một giờ thì cả hai gì? Cả hai vòi chảy được. Cả hai vòi chảy được gì? Số phần trăm thể tích bể là. Được chưa? Số phần trăm. Mình lật luận cho đầy đủ nhé. Thể tích bể là. Được chưa? Vậy thì đây các em sẽ là mấy? 1/5 là của vòi thứ nhất, cộng với 3/10 là của vòi thứ hai. Vậy thì các em cộng hai phân số này thôi. Đây, 1/5 nè, các em cộng cho 3/10. Vậy thì mẫu chung đây là mấy? Là 10, đúng không nào? Vậy thì đây sẽ bằng cái gì? Bằng 2/10 cộng 3/10. 2/10 cộng 3/10 thì sẽ bằng 5/10. 5/10, đúng không nào? Vậy thì đây là 5/10. 5/10 mình đổi ra gì? Ra số thập phân thì sẽ bằng cái gì? Bằng mấy? 0,5, đúng không? Vậy thì 5/10 là 0,5. 0,5 mà đổi ra gì? Ra phần trăm thì các em lấy 0,5 nhân với 1, 100. Đúng không? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 50%. Đúng không? Chính xác không? Đó, vậy thì đây chính là gì? Kết quả. Vậy thì tùy theo, nếu giáo viên lấy là số thập phân thì mình sẽ lấy là 0,5. Và nếu mà giáo viên lại lấy là gì? Lấy kết quả ở đây là gì? Về phần trăm thì chúng ta sẽ ghi là 50%. Câu B, người ta hỏi nè. Một cái mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 75 mét. Đó. Và thì yêu cầu mình gì? Tính diện tích của cái mảnh đất này. Được chưa? Vậy thì chúng ta chú ý nhé. Nửa chu vi người ta cho rồi. Vậy thì đây là dạng toán gì đây? Tổng và gì? Và tỷ số nè. Vậy thì chúng ta sẽ có này. Ta có sơ gì? Sơ đồ nè. Chiều rộng thì bằng 2/3 chiều dài. Tức là gì? Chiều rộng sẽ là số bé, đúng không nào? Chiều rộng nè. Chiều dài nè. Thầy làm rất là chậm rãi cho các em nhé. Chiều rộng là mấy phần? 2/2 nè. Chiều dài mấy phần? 3/3 nè. Được chưa? Và tổng ở đây tức là gì? Nửa chu vi là bao nhiêu? 75 mét. Đấy, vậy thì giờ họ hỏi cái gì? Hỏi diện tích của cái mảnh đất này. Đó, vậy thì họ hỏi cái mảnh đất này có diện tích là gì? Vậy thì từ cái này, theo sơ đồ, chúng ta sẽ có cái gì?
ta có tổng số phần bằng nhau, đúng không nào? Tổng cái số phần bằng nhau là, được chưa? Chiều rộng là 2, chiều dài là 3, sẽ là 5 phần. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ tính được chiều dài hoặc chiều rộng trước cũng được nhá. Vậy thì chiều dài nè, mảnh đất đó là, được chưa? Các em sẽ lấy gì? Tổng của nó là 75 chia cho tổng số phần bằng nhau nhân với số phần của chiều dài, đúng không? 75 chia cho 5 thì được bao nhiêu? 7 chia cho 5 thì chỉ được 1, 1 x 5 là 5. Còn dư gì? Dư 2, như vậy được 15, đúng không? 15 nhân với 3 thì lại bằng bao nhiêu? À, 15 nhân với 3 thì chúng ta sẽ được 45 mét. Đó, các em tính chiều dài trước cũng được, chiều rộng trước cũng được nhé. Rồi, tương tự như vậy chúng ta sẽ có chiều rộng. Chiều rộng chúng ta có hai cách tính, đúng không nào? Mảnh đất là, chiều rộng chúng ta cũng lấy 75 chia 5 nhân gì? Nhân 2. Hoặc là các em cách 2, lấy 75 trừ 45 cũng được, không có sai, đúng không? Cũng sẽ là 3 gì? 30 mét. Vậy thì đến đây mình tính được diện tích chưa các em? Quá được rồi, đúng không? Vậy thì diện tích mảnh đất đó là, đúng không nào? Rồi, vậy thì sẽ là chiều dài 45 nhân với chiều rộng là 30. Đây là nhân với số tận cùng là 0. Chúng ta chỉ cần lấy 5 x 3 bằng 10, 15 viết 5 nhớ 1 này. 3 nhân với 4 12, 12 nhớ 1 là 10, 13, sau đó thêm một chữ số 0. Đó, vậy đây chính là đáp gì? Đáp số mà chúng ta phải đi tìm nhá. 1350 mét vuông. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang bài tiếp theo là bài số mấy đây? Bài số 6 nè. Thì yêu cầu mình là gì? Tính nè. Bài số 6 nè. Câu A nè. 2 phần 5 cộng 3 phần gì? 3 phần 4. Vậy thì đây là cộng 2 phần gì? 2 phân số. 2 phân số này khác mẫu thì chúng ta phải quy đồng. Vậy thì sẽ là 2 nhân với 4. Thì câu này thầy mới làm tuần tự thôi nha. Trên 5 nhân 4 cộng 3 nhân 5 trên mấy? 4 nhân với 5. Đúng là sẽ là 8 trên 20 cộng 10, 15 trên 2, 20. Đó, vậy thì các em cộng vào cho thầy bằng bao nhiêu? 8 với 15 là bao nhiêu? 23 trên 2, 20. Như vậy thì phân số này chúng ta có rút gọn được nữa không? Không rút gọn được nữa, nó là phân số gì? Tối giản rồi. Đúng chưa nào? Rồi, đến câu B nhá. 7 phần 12 nè. Trừ. Thôi sang tờ giấy khác đi. Tờ giấy này bị đầy rồi các em. Bảy trên 12 trừ 2 trên 7 cộng 1 trên 10, 12. Đó, vậy thì nhìn vào đây nè. Các em thấy nè, có hai cái thằng này nè, nó cùng gì đây? Cùng mẫu nè. Vậy thì chúng ta phải nhóm nó vào. Nhóm nó vào, tức là chúng ta đổi chỗ nó sử dụng tính chất gì? Tính chất giao hoán. Vậy thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 7 trên 12 cộng 1 trên 12 được bao nhiêu? Chúng ta trừ cho gì? Trừ cho 2 trên 7. Đấy, chúng ta sẽ làm như thế nhá. Rồi, đây sẽ bằng bao nhiêu? 7 với 1 là 8 trên 10, 12 trừ 2 trên 7. Vậy đến đây chúng ta có thể rút gọn cái anh 8 trên 12
xuống cũng được, còn không ta để như thế này chúng ta quy đồng. Được chưa? Quy đồng lên thì sẽ là 8 x 7 là bao nhiêu? 8 x 7 là 56. Hoặc ở đây chúng ta rút gọn cái anh này nè, chia cả tử và mẫu cho mấy đây? Cho 4 đúng không nào? Đó, vậy thì 8 chia 4 sẽ là 2, 12 chia 4 sẽ là 3. Được chưa? Đó, bây giờ chúng ta sẽ rút gọn nó nè. Rồi giờ các em sẽ nhân chéo lên, 7 x 2 sẽ là 14 trên 2, 21 trừ 3 x 2 là 6 trên 3 x 7, 2, 21. Vậy thì 14 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng mấy nhỉ? À, 14 trừ đi 6 thì bằng 8 phần 2, 21. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu này nè. 12 nè. Thầy bỏ này nhá. 12 trên 17 trừ 5 trên 17 nè, trừ cho 4 trên 10, 17. Câu này thì quá dễ rồi đúng không? Vậy thì câu này chỉ bằng cái gì? 12 trừ 5 trừ 4 tất cả trên 10, 17 thôi. Vậy thì 12 trừ đi 5 bằng 7, 7 trừ đi 4 thì còn mấy? Còn 3. Đúng nè. 3 trên bao nhiêu? 3 trên 17. Được chưa? Xong nhá. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Câu B. Lấy tờ giấy khác nha. Câu B nè. 6 phẩy nè, 7, 5. 6, 7, 5 chứ. Tự nhiên có phẩy ở đây đâu ra. 675,39 nè, cộng với 342,14. Đó, vậy thì cái này các em chỉ thực hiện nó ra giấy gì? Ra giấy nháp thôi, đúng không? Hoặc các em cộng luôn đây nè, 9 cộng với 4 là 13, viết 3 nhớ 1 nè. 1 này nhớ 1 là 2, vậy thì 3 cộng 2 sẽ là 5 nè. Được chưa? Rồi, 5 cộng 2 là 7 nè. 7 cộng với 4 là bao nhiêu? 11, viết 1 nhớ 1. 3 này nhớ 1 là 4, vậy thì 6 cộng 4 sẽ là 10. Vậy các em đếm ở đây sẽ bằng bao nhiêu? 1017, bao nhiêu? 53. Được chưa? Rồi bây giờ đến câu tiếp theo. 563,87 nè, cộng với 403,13 trừ cho 328,335. Đó, vậy thì các em cũng có thể đặt cái này ra gì? Ra phép tính để chúng ta làm ra giấy nháp nhé. Ta sẽ cộng hai cái này trước nè. 563,87 nè, các em cộng với bao nhiêu? 403,13. 10 không tiếp đúng không? Đây là mấy? Là 7 nè, 6 nè, 9 nè, được chưa? Vậy thì ra là 967. 967 nè. 0,00 đúng không? Trừ cho 328,335. Vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện phép tính ở đây là gì? Trừ cho 328,35. Đúng nè. 10 trừ 5 bằng 5. 10 trừ đi 7 thì 10 trừ 3 bằng 7. Trả 1 ở đây đúng không? Thì còn mấy? Còn 6. 17 trừ đi 8 bằng 17 trừ 8 bằng gì? Bằng 9. 6 trừ đi 3 bằng 3. 9 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 6. Như vậy sẽ ra là 639,65. 639,665 các em nhé. Được chưa nào? Đấy, xong nhá. Rồi, sang bài số 7. Câu A. 7 trên 11 nè, cộng với 3 trên 4 nè, cộng với 4 trên 10,
11 lại cộng 1 trên 4. Vậy thì nhìn ở đây nè, các em thấy nó có những cái gì? Có những cái nhóm gì đây? Nhóm phân số mà có cùng gì? Cùng mẫu rồi. Vậy thì mình chỉ việc gì? Nhóm nó lại thôi. Vậy thì sẽ bằng nè, 7 trên 11 nè. Thầy sẽ cộng với cái anh nè, 4 trên 10, 11. Được chưa? Cộng với nè, 3 trên 4 nè, cộng 1 trên 4. Được chưa nào? Rồi, vậy thì mình cộng vào đây sẽ bằng bao nhiêu? 11 trên 11 cộng 3 với 1 là 4. Vậy thì đây sẽ là 4 trên 4. Vậy thì sẽ bằng cái gì các em? 1 cộng 1 bằng 2. Được chưa nào? Đấy, vậy thì anh này kết quả bằng 2 nhé. Được chưa? Rồi, đến câu B. Câu B chúng ta sẽ có là 3 cái phân số này. Đây, câu B thầy làm đây đi. Chắc đủ giấy đó. 72 trên 99 nè, trừ 28 trên 99 nè, trừ 14 trên 99. Đó, vậy chúng ta thấy ba cái anh này đều cùng gì? Đều cùng có cùng mẫu. Thì sẽ bằng tử phân số thứ nhất trừ tử phân số thứ hai trừ cho tử phân số thứ ba. Và chúng ta giữ gì? Giữ nguyên mẫu. Đúng nào? Vậy thì 72 trừ 28 trừ 14 thì bằng bao nhiêu? Đó, các em nhẩm được ra không nào? Nhẩm được không? Rồi, chúng ta sẽ nhẩm ra đây nhé. 72 nè, trừ cho 28 nè. 12 trừ 8 bằng 4 nè. 7 trừ đi 3 bằng 4 nè. Còn 44 đúng không? 44 giờ trừ đi 10, 14, 0, 3. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 30 trên gì? Trên 99. Được chưa? Bằng 30 trên 99. Vậy thì chia cả tử và mẫu cho 3 thì chúng ta sẽ được là 10 trên gì? 30, 33. Đấy, chúng ta rút gọn nó đi. Được chưa? Xong. Câu C. Câu C là 69,78 cộng 35,97 nè, cộng với 30,22. Đó, vậy thì chúng ta nhìn thấy nè, cái anh phần thập phân đây 78 với 22 nè, đó nó sẽ tròn trục. Thì chúng ta sẽ nhóm hai cái anh nó vào, áp dụng tính chất giao hoán. Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì cái tổng này sẽ làm sao? Không đổi nhá. Được chưa? Rồi, vậy thì mình sẽ thực hiện phép tính cộng của anh này vào. Lấy giấy nháp ra chúng ta cộng nào. 69,78 cộng 30,22 0 0 0. Vậy thì sẽ là gì? 10. Vậy thì bằng bao nhiêu? 100. Được chưa? Đây sẽ bằng bao nhiêu? 100,00. Ta chỉ lấy 100 thôi. Cộng với 35,97 thì sẽ bằng bao nhiêu? 135,97. Được chưa nào? Xong nha. Rồi, bây giờ đến câu D. Câu D. 83,45 trừ 30,98 trừ 42,47. Rồi, vậy bây giờ mình cũng lại nhìn vào đây thì mình sẽ thấy cái gì? Thấy cái anh này 98 nè, 47 nè. Đó, mình sẽ nhóm hai cái anh sau này nè. Mình sẽ đưa nó vào. Đưa nó vào một cái nhóm. Nhưng mà đây nhớ nè, đây là trừ với trừ. Đấy, thì chúng ta chưa học về cái nguyên tắc dấu. Nhưng mà chúng ta có thể nhóm hai cái anh này vào, được thành một nhóm. Nhớ đây là nguyên tắc nha các em. Sau này các em học lên lớp 6 á, thì chúng ta sẽ có cái nguyên tắc đổi vế, đổi dấu. Vậy thì ở đây chúng ta đằng trước dấu trừ thì trong này sẽ là 30,98 nè. Thầy sẽ thực hiện đây là cộng nè. Cộng với 42 nè, phải 40, 47. Các em hiểu chỗ này chưa? Đó.
Vậy chúng ta thực hiện ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta thực hiện phép tính cộng ở trong ngoặc này sẽ được là 73, bao nhiêu? 40, 87, 45. Rồi, vậy thì đến đây là 83 trừ 73 này, 45, 45. Vậy thì chỉ còn mấy? Còn 10 thôi. Được chưa? Đấy, chỗ bài này chúng ta chú ý về khi mà chúng ta đưa vào trong dấu ngoặc những cái phép tính trừ liên tục như thế này nhá. Ta chưa học những nguyên tắc dấu trừ trước ngoặc. Tuy nhiên thì thầy cũng đã hướng dẫn, bởi vì cái bài đó thì yêu cầu mình là tính bằng cái cách mà thuận tiện nhất. Nên ta chỉ cần làm theo hướng mà thầy vừa mới làm chúng ta đó. Rồi, câu số 8 này. Câu A này, không trực tiếp làm phép tính nêu dự đoán kết quả tìm x. À, ở đây người ta yêu cầu mình không thực hiện. Đúng không? Tức là mình chỉ gì? Chỉ được nhẩm và dự đoán kết gì? Kết quả thôi. Chứ mình không được thực hiện. Vậy thì mình nhìn thấy đây nè. Số hạng nè, số hạng nè, tổng nè. Vậy thì ở đây nè, ở đây là cái gì? Ở đây x là một số hạng. 7,08 là số hạng. Vậy thì 7,08 này là gì? Là tổng. Vậy thì muốn tìm số hạng x này nè, thì mình sẽ bằng cái gì? Bằng cái gì đây? Bằng cái gì? 7,08 làm sao? Số hạng tổng. Vậy thì một tìm một số hạng thì chúng ta sẽ lấy tổng nè, trừ đi gì? Số hạng còn lại. Đúng không nào? Vậy thì hai cái này mà trừ đi nhau chắc chắn chúng ta sẽ biết ngay đây sẽ bằng gì? Bằng 0. Đó. Vậy thì mình sẽ không cần gì? Không cần phải đặt phép tính 708 trừ 708, chắc chắn đây x sẽ bằng gì? Bằng 0 nè. Hiểu chưa? Đấy, tương tự như vậy nè, câu này nè. Số hạng cộng số hạng bằng tổng nè. Được chưa? Vậy thì x ở đây nè, mình chắc chắn sẽ bằng gì? Tổng của nó là 6 trên 10 nè, trừ đi 3 phần gì? 3/5 ở đây thì sẽ bằng bao nhiêu? Các em quy đồng lên đúng không? 6 trên 10 trừ 6 trên 10. Đúng không? Thì nó cũng sẽ bằng gì? Bằng 0. Như vậy thì không cần làm cái này thì mình cũng sẽ biết ngay kết quả bằng 0. Mình sẽ, giáo viên hỏi vì sao biết ở đây x bằng 0? Mình sẽ phải lập luận, bởi vì đây là gì? Số hạng tổng thì sẽ bằng tổng trừ đi số hạng còn lại. Đó, vậy thì mình phải lập luận cho giáo viên của mình nhé. Không là để giáo viên là gì? Nhắc, bảo làm sao mà ra được cái số đó. Em hiểu chưa? Rồi, sang câu B. Tìm x. X cộng 3,72 bằng 8,16 này. Số hạng tổng quá dễ rồi đúng không? Vậy thì x sẽ bằng 8,16, các em trừ cho 3,72. Vậy thì đến đây thì bạn nào cũng có thể tiến hành thực hiện cái bài toán này một cách là gì? Quá đơn giản đúng không nào? Vậy thì chúng ta trừ đi sẽ được bao nhiêu? 6 trừ 2 thì bằng 4 nè. 11 trừ đi 7 thì bằng mấy? Bằng 4 nè. Viết 4 như 1 này. 8 trừ 4 bằng 4, như vậy sẽ x sẽ bằng 4,44. Rồi, câu tiếp theo nè. X trừ 0,225 bằng 3,148. Đấy, số bị trừ, số trừ hiệu. Vậy thì số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng với số gì? Số trừ. Được chưa? Rồi, thì em cộng vào thì sẽ được kết quả bao nhiêu? 3,942. Đúng rồi, 398. Đúng không? 3,398. Được chưa các em? Rồi, chúng ta cùng đến bài số 9 nhé. Đó, hết giấy rồi các em ạ. Thầy này đi tìm giấy này. Nãy giờ là dùng là tương đối là nhiều giấy đó. Bài số 9. Một xã có 540,8 hecta đất trồng gì? Đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là bằng này. Đúng không?
Bài số 9 nè. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã. Nè, mình thấy trồng hoa ít hơn trồng gì? Trồng lúa, vậy thì mình sẽ tính đầu tiên sẽ là diện tích đất trồng gì? Đất trồng lúa trước này, đúng không? Diện tích đất trồng trồng lúa của cái xã đó là, đó, cho chắc chắn nhá. Các em sẽ lấy diện tích, à xin lỗi, diện tích đất trồng hoa chứ. Mình tính đây là diện tích đất trồng hoa nha. Hoa ít hơn, mình sẽ lấy diện tích đất trồng lúa này, 540,8 này, trừ cho cái số ít hơn là 385,5. Vậy thì chúng ta thực hiện phép tính trừ này, chúng ta sẽ được bao nhiêu? 155,3. Và đơn vị đây là hecta. Giờ có chất đất trồng lúa, có đất trồng hoa rồi thì mình sẽ tính được gì? Vậy thì diện tích đất trồng lúa và gì, và hoa của gì, của cái xã đó là, đúng là mình sẽ lấy diện tích đất trồng lúa bao nhiêu, 540,8 cộng với trồng hoa vừa tính xong, được chưa? Cộng hai này vào thì mình sẽ được bao nhiêu? 696,8311, đúng không? Hecta. Rồi, và đây chính là đáp gì? Đáp số mà chúng ta phải đi tìm cho cái bài toán này nhé. 696,1 hecta. Được chưa? Xong. Sang cái phần tiếp theo là phần ứng dụng. Bài số 1 này. Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hàng tháng như sau. 3/5 số tiền để chi cho ăn của gia đình. Rồi chú ý nè. 3/5 nè là để ăn nè. 1/4 là để trả tiền thuê nhà nè. 1/4 nè là thuê nhà trọ đó. Đúng không? Và chi tiêu các việc khác còn lại. Thuê nhà cộng chi tiêu. Được chưa? Vậy thì còn lại là tiền để gì? Để dành. Như vậy thì cái số mà còn lại đây nè, thì người ta sẽ để dành hay là tiết kiệm đó. Đúng nè. Đấy. Vậy thì bây giờ người ta hỏi mình cái gì đây? Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương. Đó. Câu A này. Bao nhiêu cái phần trăm này? Tiền lương. Đúng không? Câu B. Ta hỏi cái gì? Nếu số tiền lương là 6 triệu một tháng thì gia đình đó dành được bao nhiêu mỗi tháng? Rồi, vậy thì câu B tí nữa chúng ta sẽ giải quyết. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ tính là gì? Tính xem cái gia đình này tiền ăn, tiền thuê nhà cộng tiền chi tiêu là bao nhiêu đã? Đúng không? Mình sẽ làm, có thể làm gộp cũng được, hoặc là mình sẽ làm theo gì? Theo hai lời giải ở câu A. Nhà các em làm gộp một lời cũng được, nhưng mà thầy sẽ hướng dẫn hai lời giải ở câu A cho nhiều bạn nào. Mình sẽ tính là tiền ăn nè và tiền thuê nhà nè phải nè chi tiêu nè của gia đình đó là. Đó, mình sẽ lấy tiền ăn là bao nhiêu? 3/5 cộng với tiền thuê nhà chi tiêu là 1/4. Vậy thì mình thực hiện phép tính cộng là bao nhiêu? 3/5 kem cộng cho 1/4. Chúng ta quy đồng lên sẽ là 12/20 cộng cho 5/20. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 17/2 gì? 20. Đấy, như vậy đây sẽ bằng bao nhiêu? 17/2 20. Đúng không? Rồi, vậy thì đến đây mình sẽ tính được gì? Vậy thì số tiền hay là số phần chứ, đúng không? Số phần tiền. Ở đây mình phải thêm chữ số phần cho thầy nhé.
cho nó đảm bảo nha. Đây, ở đây mình sẽ thêm cho thầy chữ số phần nha. Số phần tiền ăn. Rồi, tương tự như vậy, đây mình sẽ tính là số phần tiền. Tiền gì? Để dành của gia đình đó là, được chưa? Đó, của cái gia đình đó là này. Các em sẽ thấy là lấy 1 trừ đi bao nhiêu? 17 phần 2 20. Vậy thì 1 mà trừ đi 17 phần 20 tức là bằng bao nhiêu? 20 trên 20 trừ đi 17 trên 2 gì? 20 đúng không nào? Vậy thì sẽ là bao nhiêu? 3 trên 2 20. 3 trên 20 gì? Phần. Như vậy thì cái gia đình này giờ chúng ta sẽ tính, yêu cầu người ta tính gì? Tính phần trăm tiền lương. Đó, vậy thì 3 trên 20. Bây giờ chúng ta muốn tính ra phần trăm thì sẽ là 3 trên 20 các em phải nhân cho 1 gì? 100. Đấy, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Là 6 gì? 300 chia cho 20. Đó, tức là nó sẽ là một phân số là 300 này trên 20 này. Chúng ta sẽ cùng bỏ đi bao nhiêu? Cùng bỏ đi một chữ số 0 thì sẽ còn là 30 trên 2. 30 trên 2 thì sẽ bằng bao nhiêu? 15. 15 giờ chúng ta sẽ là phần gì? Phần trăm. Đấy, như vậy nó sẽ bằng bao nhiêu? 15% tiền gì? Tiền lương. Được chưa? Đó. Đến đây là xong rồi nhá. Giờ sang câu B. Câu B này. Nếu số tiền lương là 6 triệu đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Câu này thì quá đơn giản rồi đúng không? Tức là chúng ta sẽ tìm gì? Tìm 15% của bao nhiêu? Của cái 6 triệu đồng. Đúng không nào? Đó, vậy quá đơn giản thôi. Vậy thì mình sẽ trả lời là gì? Mỗi tháng gia đình đó để dành được số tiền là, để dành được số tiền là, đúng không nào? Đó, vậy thì mình sẽ tìm bao nhiêu? 15% của 6 triệu thì các em sẽ lấy 6 triệu này. Các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 100. Sau đó ta nhân với gì? Nhân với số phần trăm, tức là nhân cho 10, 15. Đấy. Vậy thì 6 triệu mà chia cho 100 thì người ta bỏ đi 2 số 0. Đúng không? Thì sẽ còn 60.000. 60.000 mà nhân với 15 thì sẽ là 9 gì? 900.000 đồng. Đó, vậy thì đây chính là số tiền mỗi một tháng cái gia đình này để dành được. Được chưa? Và các em sẽ ghi cho thầy đáp gì? Đáp số câu A bao nhiêu? 15%. Câu B là bao nhiêu? 900.000 đồng. Được chưa nào? Đấy, xong nhá. Clip này tương đối dài rồi. Bài số 2. Em hỏi người thân về thu nhập và cách chi tiêu hàng tháng của gia đình em, rồi tính xem mỗi tháng gia đình em dành được bao nhiêu số tiền. Đó, vậy thì cái phần này thì các em phải hỏi cha mẹ hoặc là gì, những cái người lớn ở trong nhà mình, được chưa? Để chúng mình tính dựa theo cái bài số 1 ở trên. Và clip này cũng tương đối là dài rồi, các em đừng quên chia sẻ cái video này vào kênh của chúng mình các em nha. Rồi.